52 mol. Gồm này. Metin meta acrylat. Thì tất nhiên là cái đầu tiên là mình thuộc bài nhá. Đây là metin meta acrylat này. Rồi. Rồi divinin oxalat. Oxalat là gì? À, divinin vinin ở đây. Rồi. Tiếp theo nữa là anilin acetat, sửa thành acetat giúp thầy nhá. CH3COO anilin, anilin ở gốc này này. Đó. Rồi. Acid acrylic, acid acrylic. Rồi. Ok. Thì sau khi viết xong cái này á, thì một cái điều các bạn phải nhìn ra giúp thầy này, nhìn này, nhìn này. Ở đây có một nối đôi đúng không? Có một nhóm acid COO. COO, một COO nối đôi. Thấy không? À. Thì nhận xét đầu tiên của mình á là cái số mol của nhóm COO nó bằng số mol của nối đôi đúng không? Thằng này có một nối đôi, một COO. Thằng này hai nhóm COO, hai nối đôi. Tương tự như vậy. Nghĩa là trong mỗi chất thì số mol của nhóm COO bằng số mol của nối đôi. Đúng không? Hiểu không? Đó. Và thầy đặt luôn là bằng một cái chữ tùy ý, ví dụ như con đặt nó chữ amon đi. Được chưa? Đó, đặt nó chữ amon được không? Rồi, và đó là cái đầu tiên mình phải phát hiện nhá. Tiếp theo. Người ta nói là đốt cháy hoàn toàn nó. Đốt cháy hoàn toàn này. Thì cần một cái lượng oxy thu được CO2 và nước, bấm giúp thầy nhá. Oxy nhiều, nước nhiều. Oxy là 2,31. Nước bao nhiêu? Nước 1,46. Rồi, tất nhiên là CO2 là chữ ít mol đi. Chưa biết. Rồi. Cũng 0,52 mol trên là mất màu vừa đủ một lượng nước brom. Hỏi nước brom này là bao nhiêu? Rồi, ok. Đấy, vậy thôi đấy, ta cho vậy đấy. Rồi. Được chưa? Rồi, bây giờ con nhìn lên đây. Nhìn lên này. Tất nhiên là muốn xài nước brom á, thì chắc chắn là mình phải xài cái biểu thức là số mol nhóm COO. À, số mol CO2 trừ số mol nước đấy. Mình phải xài cái đó nha. Nhưng mà đầu tiên này, chúng ta bảo toàn nguyên tố oxy. Chúng ta bảo toàn nguyên tố oxy nha. Thì oxy ban đầu mình đặt hết trên này là chữ A rồi này. Là A nhân 2 đúng không? A nhân 2. Rồi, cộng cho cái oxy còn đốt cháy là 2,31 nhân 2 đúng không? Bằng oxy trong CO2 là ít nhân 2 cộng oxy trong nước là 1,46 nhân 1 là phương trình số 1. Bảo toàn O thôi mà, đúng không? Đúng không? Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xài cái biểu thức là nếu lấy số mol CO2 trừ đi số mol nước thì tôi sẽ bằng số mol pi trừ cho số mol hợp chất hữu cơ, đúng không? Trong một cái công thức mà có nitơ là trừ số mol N2 nữa đó. Bây giờ không có nitơ thì nữa là. Nhưng mà số mol pi thì con phải hiểu nè. Pi nằm ở đâu? Pi nằm trong nhóm COO có pi không? Có, nằm trong nhóm COO là có pi này. Nằm trong nối đôi có pi không? Có pi luôn. Đúng chưa? Rồi, như vậy diễn đạt ra thì chỗ này sẽ là ít này. Trừ cho 1,46 này. Bằng COO là chữ A đúng không? Đúng không? Là chữ A, đặt chữ A này. Là chữ A. Rồi, cộng với số mol nối đôi. Số mol nối đôi có là chữ gì luôn? À, chữ A luôn. Hay, à, đúng rồi, số mol nối đôi là chữ A luôn, được không?
Hoặc đây là số mol brom luôn cũng được này. Tại vì một nối đôi là cộng một brom, một pi cộng một brom mà. Đúng không? Trừ cho số mol hợp chất hữu cơ là mấy? 0,52. Được không? Được không? Rồi, thì từ phương trình này các bạn sẽ tương đương ra thì các bạn sẽ có số mol nước brom bằng này. Có phải chuyển vế qua thì nó sẽ là x trừ a, chuyển cái này qua là bao nhiêu các bạn, trừ cho này 1,46 cộng chuyển chuyển vế qua đấy, chuyển vế qua đây này. Hắn có chưa? Trừ 0,94. Rồi, thì câu chuyện là x trừ a bao nhiêu thì x trừ a có như này này. Bạn chuyển vế qua sẽ có x trừ a như này này. Đây là trên phương trình trên này. Đấy. Chuyển vế qua sẽ có x trừ a bằng này. À, chuyển cái này qua đây, chuyển. À, lấy 2,31 trừ cho 1 2,31 nhân 2 trừ 1,46. Bấm nhanh. 2,31 nhân 2 trừ cho 1,46 chia 2 đi. Chia 2 chưa? Bao nhiêu? 1,58. Rồi đây, đây chính là 1,58 thay vào đây. Rồi bao nhiêu? Rồi 0,64. Ok, đó là câu số 26. Rồi câu 29. Đây. Bây giờ mình phải hiểu là nó có mấy. Nó có hai chất đúng không? Một cái thằng triglyceride và một cái là axit, hai cái luôn. Đó, đúng rồi. Thì mình sẽ hiểu rằng này. Rồi, tôi sẽ có một chất béo. Tôi có một chất béo đúng không? Ừ. Một chất béo. Y. Rồi một axit. Một axit Z. Rồi. Đốt cháy này. Đốt cháy. Thì thu được cái tỷ lệ là số mol CO2 trừ đi số mol nước để bài cho là 0,12. Để cho vậy mà. A trừ B nhá. Mặt khác cũng M gam đó mà tác dụng vừa đủ với nào ha. Có số mol là 0,24 mol. Thì chúng ta sẽ thu được, đương nhiên là chúng ta phải thu được glycerol nè, từ chất béo. Rồi, chúng ta thu được nước từ axit. Ta thu được 68,28 gam hai cái muối, để vào cho là muối oleat C17H33 CONa và palmitat C15H31 CONa. Rồi, thì ở đây thì chúng ta đã giải quyết được số mol của từng muối rồi đúng không? Đấy, thì nếu bạn đặt đây là x là y thì giải quyết được số mol của từng muối rồi bằng định luật bảo toàn nguyên tố natri và khối lượng hỗn hợp muối, đúng chưa? Đấy, sẽ có cái hệ phương trình ngay với là bảo toàn natri, chúng ta sẽ có là x cộng y bằng 0,24. Rồi m lớn của muối đó là bao nhiêu không? Ba lẻ 304 x cộng 278 y bằng 68,28. Rồi có x có y. Có 0,6 18. Ok. Là như vậy. Chỉ có điều bây giờ khi ta nói là như vậy rồi thì cái câu chuyện tiếp theo mình phải nói thế nào đây? Vì chúng ta biết được số mol muối thôi chứ chúng ta không biết được số mol của cái chất này. Đó, làm sao biết được? Làm sao biết được? Đúng chưa? Thì bây giờ nếu vậy á, thì mình đặt cái số mol này là A đi, số mol này là B. Thì tất nhiên là cái phương trình là 3A cộng cho 3A cộng cho B bằng 0,24 thì là đương nhiên rồi. Có phương trình này thì không có gì thắc mắc, tại vì là chất béo thì cộng với 3 NaOH mà axit cộng 1 NaOH cộng với 24.
đương nhiên là cái đó đúng không? Nhưng mình cần một cái phương trình nữa để có thể giải quyết được, đúng không? Thì cái điều phân vân bây giờ ấy là chúng ta sẽ nói thế này, cái chất béo của mình thì đương nhiên là nó sẽ có ba nhóm COO và gắn với cái đuôi C3H5 là đương nhiên rồi. Và cái axit, axit bây giờ axit này chỉ có một axit thôi đúng không? Thì nếu bây giờ con lấy cái axit là axit thì chắc chắn nó chỉ tạo ra một cái muối thôi, đúng không? Rồi nếu bây giờ ví dụ như bây giờ con lấy cái muối, cái axit của con á là C15H31 đi, COOH đi, axit này đi, thì cái axit này á nó sẽ ra cái muối này là đương nhiên rồi. Rồi tất nhiên là bây giờ muốn ra được cái muối C17H33 thì cái chất béo của con nó phải có C17H33 đúng không? Nhưng mà hai cái tiếp theo nè thì nó có thể chứa 17H33 hết, hoặc là nó có C15H31 ở trong này cũng có thể được, điều đó không thể ngăn cản nó đúng không? Con hiểu ý không? Rồi nhưng mà cái K này, mấy cái này là A, cái này là B, thì cái K của thằng này nè đương nhiên nó là một rồi, nó no mà nó nhóm COOH là có một K. Còn cái K của ông này nó không xác định được tại ba đây rồi, mà ông này có một thêm pi, nếu ông này có nữa thì là 5, ông này có nữa thì là 6, có nghĩa là cái K của thằng dưới này này nó sẽ chạy trong tập hợp là 4, 5 và 6 đúng không? Kịp không? Tôi nói chậm nhưng vào phòng thi mới vào và nhanh lên, mới vào và nhanh lên đấy, chậm thế không được đâu nha. Rồi để làm gì, tại sao là phải liên liên với K, tại vì cái này sao phải cái này phải K đúng không, cái này phải K đúng chưa? Rồi vậy bây giờ áp dụng biểu thức nè, số mol CO2 trừ đi số mol nước nè bằng K trừ đi 1 nè nhân cho số mol hợp chất hữu cơ được không? Được không? Rồi thì thay cái này là 0,12 đúng không? Để nó cho 0,12 thay 0,12. Bây giờ thằng này, thằng đầu tiên á là K trừ 1 nhân A, tại vì cái K nó không xác định, nó là 4, 5, 6. Còn cái ông thứ hai á đó là 1 trừ 1 nhân B rồi thì không có gì thắc mắc cả, đúng không? Thì làm sao giải quyết được cái chỗ này thì tất nhiên các bạn phải cho K chạy chứ. Ví dụ như K bằng 4 thì suy được A, có A thì suy được B nhiều vào biểu thức số 1 là K bằng 4, A bao nhiêu? Bốn trừ một là ba, không phải 0,4 này, thì B thay vào cái biểu thức kia B sẽ là 0,12 à? Không phải 12. Mà nếu như vậy thì có thỏa không? Có thỏa không? Nếu như vậy thì ông này á, ông chỉ có một cái gốc này không thôi, K bằng 4 mà, có nghĩa là chỉ có một gốc này thôi đúng không? Mà số mol mình giải A là 0,04, vậy cái này 0,04 thì ra cái muối này nó không được đạt là 0,06. Không đúng rồi, loại rồi, không đúng rồi. Có hiểu không? Có nghĩa là chỗ này sẽ là, nếu mà trường hợp K bằng 4 đây là C15H31, đây là C15H31 luôn. Thì gốc C17H33COO nó chỉ có ra là cái này 0,04 thì nó ra 0,04, đâu có thỏa 0,06 mình giải trên này đâu. Hiểu không? Như vậy không được, không được rồi, nó phải nhanh đấy. K bằng 4 đúng không? Có nghĩa là chỉ có thêm một nối đôi chỗ này thôi đúng không? Vậy hai cái thằng ở dưới này đều là C15H31 hết đúng không? Vậy là cái muối C17H33 là chỉ tạo ra từ ở trên này thôi đúng không? Mà vậy mình giải A, mình vừa giải A sao là 0,04 kìa. Vậy thì cái muối này sẽ tạo ra có 0,04 mol thôi đúng không? Mà mình cái này mình giải được nó 0,06 cơ mà. Vậy đâu có thỏa đâu. Đúng không? Ừ. Răng cao năm. Bằng 5 thì A bao nhiêu? A bằng 5 thì là K bằng 0,03 này đúng không? Rồi mình suy ra B bằng mấy?
Công thức 15. Rồi xem trường hợp này có thỏa không. Thì nếu mà K bằng 5 có nghĩa là con sẽ hiểu rằng cái thằng chất béo của mình á là C17H33 CO. Thêm một gốc nữa chứ, K bằng 5 mà là có hai đối đôi nữa. Vậy là thằng còn lại là sẽ là 15C5H31 đúng không? Hiểu không? Hiểu. C3H5. Và khi đó số mol này 0,03. 0,03 nhân 2 lần này ra 0,06 chưa? Đúng. Còn thằng còn lại, thằng axit này là C15H31 COOH có số mol là 0,15. Tạo ra muối này 0,15, tạo ra cái muối là 0,03, tổng 0,18 đúng chưa? Đúng. Vậy là tìm được hai chất chưa? Rồi tự tính phần trăm được không? Ok, xong. Không, nếu không được thì phải đảo lại. Chất béo là, nếu trường hợp đó mình xét không được thì con phải xét trường hợp ngược lại. Và axit là C17H33 COOH. Vậy cái chất béo này chắc chắn là có một gốc C15H31 và tương tự xét như thế. Chứ không phải là mình nhìn vào mình fit và ăn ngay. Nên xung lượng phải xét này. Rồi làm đi. Bấm ra. Câu 30 á, thì đầu tiên thầy có thể nói thế này nè. Cái dữ kiện bit bit x á có 7 pi. Bit x có 7 pi. Thì người ta có thể thay thế nó bằng một cái dữ kiện, đó là số mol CO2 trừ đi số mol nước bằng 6 lần số mol chất béo. Đó, người ta có thể thay bằng cái dữ kiện như vậy. Tại vì 6 lần số mol chất béo chính là gì con? 7 trừ 1 nhân số mol của chất béo đúng không? Thì 7 đó chính là 7 pi. Ví dụ người ta nói là đốt cháy hoàn toàn A mol chất béo, thu được B mol CO2 và C mol nước, biết B trừ C bằng 6A. Đó, B trừ C bằng 6A chính là số mol CO2 trừ số mol nước bằng 7 trừ 1. Thì cũng sẽ xác định được 7 pi đúng không? Chúng ta có thể cho một dữ kiện đó. Rồi ok. Thì nhưng mà từ cái 7 pi này chúng ta sẽ phải hiểu rằng á, là có 3 pi thuộc vào đâu luôn luôn cố định đúng không? À, 3 nhóm COO. Và còn lại 4 pi thì đương nhiên phải thuộc vào 4 nối đôi đúng không? 4 pi. Và cái 4 pi này nó sẽ quyết định cho cái việc nó sẽ cộng cộng hydro. Đúng chưa? Như vậy là chất béo ít của mình sẽ cộng này. Như vậy là cái chất béo ít của mình á, nó sẽ cộng với 4H2 đúng không? Để ra được một chất béo no. Mà số mol của hydro mình là bao nhiêu con? 0,08. Vậy số mol của chất béo này là 0,002. Rồi. Rồi. Tiếp theo là cho chất béo này tác dụng với NaOH. Đúng không? Đây là triglyceride. Tác dụng với NaOH. Rồi. Vậy lượng NaOH con xài là bao nhiêu? Đây là 0,02 nè. Vậy NaOH con xài là bao nhiêu? 0,006 đúng không? Gấp 3 lần mà. Nhưng mà nó sẽ dư bao nhiêu? Dùng dư bao nhiêu? Dùng dư 0, dùng dư 25% so với lượng cần thiết đúng không? Đây là lượng cần thiết, 0,06 là lượng cần thiết. Vậy dùng dư 25% của nó là bao nhiêu? 0,015. 0,06 nhân 25% đó. Vậy là dùng thêm 0,015 nữa. Như vậy tổng cái NaOH còn xài là bao nhiêu? 0,075. Tổng cái lượng NaOH cần dùng là 0,075 đúng không? Ok. Sản phẩm tạo thành thì phải có glycerol này là C3H5OH 3 lần. Tất nhiên là số mol glycerol bằng số mol của triglyceride là 0,02 đúng không? Trong cái 18,44g này rắn thì nó có cái muối là RCONa, cái muối này, và tất nhiên là có NaOH còn dư nữa đúng không, là chất rắn. Nhưng mà chúng ta không cần quan tâm cái NaOH dư bao nhiêu đâu, chúng ta sẽ bảo toàn khối lượng nguyên cho bài này. Bảo toàn khối lượng thì M là khối lượng của cái ông này đúng không, nên con sẽ có M cộng luôn cho 0,075 nhân 40 tất cả các lượng dùng luôn.
bằng khối lượng glycerol 0,02 nhân cho 92 và cộng cho rắn là 18,44. Thì trong cái rắn là có NaOH rồi. Và chúng ta sẽ bấm ra M. Nên con bấm giúp thầy. Mười bảy phẩy hai tám, vậy là đúng rồi đúng không? Giỏi. Rồi, đấy, xong câu 30. Rồi. Amin lo đơn chức mạch hở bậc 2. Thì bậc 2 nó không quan trọng lắm đâu con. Chỉ yếu là nó xác định cái số carbon tối thiểu thôi. Đây, một cái amin. X là một cái amin này. Thì là no đơn chức mạch hở thì là công thức CnH2n cộng 3 n lớn đúng không? Mà vì nó là bậc 2 nên cái chỉ số carbon ít nhất nó phải là 2, nó phải đi dimethylamin trở lên đấy. Ít là vậy đúng không? Bậc 2. Chứ còn khi mà đốt cháy thì nó không liên quan tới bậc, đúng không? Đốt cháy là kiểu công thức phân tử thôi, đúng chưa? Rồi. Hai ancol Y và Z. Y và Z là hai ancol. Rồi. Z nhiều hơn Y một bên tử carbon và số mol của Y gấp 1 lần cộng X rồi gì đó, cái này từ từ đi rồi. Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp này cần dùng oxy. Oxy 0,175. Tất nhiên là chúng ta sẽ thu được các sản phẩm là CO2 nước và nitơ rồi. Không thể khác được đúng không? CO2 nước và nitơ cho hết các số mol này rồi. Đặt số mol này là A, số mol của Y này là B, còn số mol của Z ở đâu? Y gấp 1,5 lần số mol của X, có nghĩa là 1,5 lần của chữ A, còn này đặt là chữ B, đúng không? Là vậy. Chưa gì nữa, đúng chưa? Đề bài nói vậy mà. Số mol của Y gấp 1,5 lần số mol của X. Rồi. Cứ điều quan trọng là cái bài này chúng ta sẽ không biết được cái ancol này là nó mấy chức. Đúng không? Không biết. Không biết ancol mấy chức. Thì chúng ta thử kiểm tra xem cái carbon trung bình trong tình hình sao nha. Kiểm tra cái carbon trung bình. Carbon trung bình của chúng ta bằng này, số mol CO2 là 0.11 chia cho tổng số mol hỗn hợp là 0,06. À cái này ra 1 phết mấy. Cái này có 1 phết mấy thôi. 1 phết mấy. Bấm 1,8 mấy đúng không? 83. Vậy suy ra phải có một chất là 1C. Thì chất 1C đó phải là chắc chắn phải là CH3OH rồi. Tại vì là cái amin của mình thì không thể là 1C, vì cái amin bậc 2 ít nhất là phải 2C rồi này. Nên phải có một cái chất bé hơn là cái là chất đó. Và chất đó là Y luôn. Tại vì đề bài nó là Z nhiều hơn Y. Z nhiều hơn Y 1C. Z nhiều hơn Y 1C. Đúng không? Như vậy là thằng Y là thằng như vậy. Nhưng còn tuy nhiên thì thằng Y này là nó có bao, nó không có cùng giải đồng đẳng với nhau. Nên mình không biết được thằng Z này là hai chức hay là ba đơn chức hay là hai chức. Chắc chắn á, cái thằng Y này bây giờ nó sẽ là CH3OH rồi. Nó sẽ là CH3OH rồi, tại vì mình vừa làm xong. Nhưng mà thằng Y này á, cái thằng Z này á, nó nhiều hơn thằng này 1C đúng không? Thì nó có thể là thằng C2H5OH. Hoặc á, nó có thể là C2H4OH hai lần cũng được. Tại vì nó là hai chức thì 2C cũng được luôn. Đúng không? Đấy, nhưng còn cái thằng Z mình nó có hai trường hợp như vậy. Hiểu không? Và bây giờ nhiệm vụ của mình phải đi tìm ra. Nhưng mà dù có trường hợp nào đi nữa thì cái số mol cái thằng an các hai ancol đều phải no. Đúng không? Hai ancol đều phải no hết. Đúng không? Đúng chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm xem nào. Nào. Chúng ta sẽ có được là nếu chúng ta lấy số mol CO2, chúng ta trừ đi số mol nước thì theo công thức của chúng ta là số mol pi trừ số mol hợp chất hữu cơ và trừ đi số mol của nitơ đúng không? Số mol của nitơ. Đúng nhỉ?
thì CO2 là 0.11, nước là 0.18, pi lúc này là 0 rồi, tại vì amin này no, ancol lúc mình tìm ra bây giờ nó cũng no luôn, trường hợp nào nó cũng no hết. Ủa, ancol là CH3OH đúng không? Ancol này no không? Thằng Z thì thằng Z hơn thằng Y này 1C đúng không? Thì C thì C2, thì C2 thì có thể đơn chức hoặc là hai chức. Mà nếu mà 2C thì làm sao mà có nối đôi được? 2C bắt buộc phải no rồi. Đúng không? Đúng không? OH phải gắn vào carbon no thì mới là ancol đúng không? Mà có 2C thì làm sao mà con nhét thằng nối đôi vào đâu được? Đúng chưa? Còn số mol lúc này là 0.06. Nitơ thì tất nhiên mình chưa biết, nhưng mà nitơ lúc này nó sẽ là A chia 2 đúng không? Nitơ có phải là A chia 2 không? A từ đây, đây chia 2 này đúng chưa? Hoàn toàn nguyên tố là vậy đã biết được A rồi, có A bằng. Nhanh, A bằng. Không phải 0.2 à? 0.02. Vậy là A là 0.02. Vậy là 1.5A thì thằng này là 0.03 đúng không? 0.03. Vì thằng Z này sẽ có số mol là 0.01, tại vì mình lấy 0.06 trừ 0.02 trừ 0.01. Rồi, bây giờ tới đây rồi chúng ta sẽ khẳng định cái ancol ở dưới là ancol gì này bằng cách bảo toàn nguyên tố O. Bảo toàn nguyên tố O thì chúng ta sẽ có số mol O trong cái hỗn hợp ban đầu đấy. Lúc ban đầu thì bằng này. Đây bấm này, 0.11 nhân 2. 0.11 nhân 2 chỗ CO2 cộng 0.18, sau đó trừ cho 0.175 chỗ oxy đốt cháy đó nhân 2 bằng 0.05. 0.05. 0.05 thì cái ô chỗ này nè, cái ô chỗ này nó đã có là 0.03 rồi đúng không? Mà thằng này 0.01 thì phải nhân 2 lần là nó mới ra được 0.02, cộng lại nó mới là 0.05. Chứ không thể là trường hợp này được đúng không? Trường hợp này thì ô nó sẽ không thỏa. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ biết à rồi, cái ancol của chúng ta, ancol thứ hai chính là C4OH 2 lần. Thì tới đây mọi thứ đã biết hết rồi. Thì đề bài yêu cầu là gì? Tính phần trăm khối lượng của ít trong E, ít là thằng trên. Bây giờ chúng ta sẽ bảo toàn nguyên tố C để xác định được N được không? Được chưa? Được chưa? Và bước cuối cùng bảo toàn nguyên tố C xác định N. Bảo toàn nguyên tố carbon. Đấy, thì chúng ta sẽ có 0.02 nhân N cộng cho 0.03 nhân 1 cộng 0.01 nhân 2 bằng 0.11. Như vậy N các bạn sẽ bấm được bằng 3 hả? Là C3H9N. Rồi, được nhé. Vậy là ba chất đã có rồi đúng không? Và cái này đã có thì tự xác định được khối lượng. Ok. Xong câu 31 nhé. Rồi, chất béo là RCO3 lần C3H5, axit béo cũng là R luôn con. Tại sao vậy? Tại khi đề bài nó ra nó thu được có một muối natri của axit thôi. Con hiểu ý không? Thu được có một muối á. Như vậy là cái trong cái chất béo và trong cái axit béo tự do thì hai cái gốc R nó phải hoàn toàn giống nhau đúng chưa? Rồi. Đốt cháy. Cho CO2 cho hết luôn, cho cả oxy, cho cả nước luôn. Rồi. Có bấm mấy số mol cho thầy nha. Oxy nhiêu vậy? 1.4 nhiêu con? 5 CO2 nhiêu nè? Hả? 0.35 nước nè. 0.95. Rồi.
Bây giờ khi mà nó tác dụng, khi mà bây giờ ở dưới này nó cho một lượng khác nha, là 24,12 gam E. Đó. Là cũng tất nhiên là gồm hai chất đó nhưng mà cái lượng nó khác. Khi mà cộng với NaOH thì thu được, tất nhiên là chúng ta sẽ thu được các sản phẩm là glycerol, nước và 25,08 gam một muối một natri thôi, muối này. Rồi. Nếu như mình biến đổi từ cái dưới này thành cái trên nè, đây, thì con sẽ gọi cái phần 1 nó gấp t lần phần 2 đi, thì cái đấy sẽ là 10 nhân cho t, nhân cho t gam, được không? Ừ. Vậy thì khi mình biến đổi nó thành NaOH, cái NaOH thì tất nhiên là nó cũng vẫn thu được glycerol nào, glycerol, nước và cái muối là cái muối, nhưng mà cái muối bây giờ nó cũng sẽ là 25,08 t gam cái muối RCONa thôi, hiểu không? Hiểu không? Ừ, như vậy đó. Ừ. Rồi, bây giờ nếu chúng ta bảo toàn nguyên tố O nha, bảo toàn nguyên tố O thì chúng ta có tính được số mol của nhóm COO trong cái hỗn hợp, trong cái E không? Bằng nè, con bấm đi, cái này 0,1,035 0,35 nhân 2 cộng cho nước là 0,95 và trừ cho oxy là 1,455 nhân 2, rồi còn chia hai cái nữa. Tại vì như này có 2 ô này, con hiểu không? Hiểu chia 2 không? Rồi bấm là bao nhiêu? Không phẩy không năm năm là số mol của nhóm COO đó, đúng không? Câu hỏi gì? Hỏi câu hỏi gì? Rồi. Không phẩy không năm năm là mình tính được cái t này luôn rồi mà. Ừ. Bảo toàn khối lượng đúng không? Thì mình có là 24,12 nhân t cộng cho oxy 1,455. Ủa, mày nói nó cho làm gì ta? Nhân 2 nhân 32 bằng 1,035 nhân 44 rồi cộng cho 0,95 nhân 18. Nên con bấm t bằng mấy? T bằng 2/3. Có nghĩa là cái muối này lúc này nó bao nhiêu? 2 nhân cho 2/3 đó là bao nhiêu? 16,72 gam. Và đồng thời cái natri này mình biết này, tại vì cái số mol của nhóm COO á thì chính là số mol của NaOH luôn, đúng không? Một COO cộng một NaOH mà, thì cái này là không phép, cái số mol của muối là 0,055 luôn nè, đúng chưa? Vậy thì mình sẽ có là 0,055 đó nhân cho R cộng 67 bằng 25 bằng 16,72, có nghĩa là mình sẽ biết gốc R bằng bao nhiêu không? Nó phải là mấy trăm, 200 bao nhiêu? 237 có phải là gốc C17H33 không? Con trừ coi. 237 trừ 17 nhân 12
2 và 3 đúng không? Rồi, giờ mình biết được cái này rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải đi tính số mol của từng chất nữa đúng không? Của từng chất trong cái này thì. Bây giờ đặt cái này là A, là B thì quá dễ dàng để giải quyết được AB rồi. Nó có nhiều cách để giải quyết AB lắm mà này. Có thể giải quyết bằng cái phương trình là 3A cộng cho B thì bằng 0,055 đúng không? Số mol nhóm COO. Khi mình biết được gốc C7H33 rồi có nghĩa là mình biết gốc này có một nối đôi. Có nghĩa là chất béo của mình là có 6 pi bằng 6 đấy. Đúng không? Đúng không? Vậy là 6 trừ 1. 6 trừ 1 nhân A cộng cho 2 trừ 1 nhân B đúng không? Bằng CO2 trừ đi nước là 1,035 trừ cho 0,95. Thì từ đó giải quyết được AB. Có rất nhiều cách, đến đây thì có nhiều cách để giải quyết. Rồi. Thì bấm là AB, A bằng B bằng. Hiểu không? Không phép gì? 15 0,01. Rồi xong. Rồi đã tự tính được cái phần trăm của x có trong hỗn hợp. Biết rồi, tự tính thôi nhé. Được chưa?